Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay gửi đến các bạn một video trải nghiệm đi về một vùng quê, đi vào thăm một cái trang trại và có những cái cây ăn quả như nhãn này, chanh này, hồng mít này các bạn ạ. Đấy. Ở những cái vùng nông thôn miền Bắc của Việt Nam thì nó phổ biến là những cái cây nhãn và cây chanh như thế này các bạn. Đó. Chanh thì cũng năm nay thì cũng rất là tốt luôn. Đấy. Nhìn quả thì cứ gọi là sai chĩu các bạn ạ. Đấy. Bạn thấy chanh sai không? Quá sai luôn đúng không ạ? Đấy, cũng có những cái video thay đổi không khí một chút các bạn nhé. Đấy, chứ còn mình thì cũng rất là thích nhá. Thiên nhiên, cây cối, hoa màu thì có quay chia sẻ đến các bạn những cái cây cối kiểu dạng là nông thôn Việt Nam. Thì tới đây là súp ở bên YouTube người ta cũng có khuyến nghị là nên mở rộng cái nội dung của video các bạn ạ. Đấy, kênh của mình thì là kênh vlog thôi chứ không phải là kênh chuyên về một cái nội dung hay là một cái sản phẩm nào cả, cho nên là mình chủ yếu là đi chia sẻ với các bạn những cái video cuộc sống thường ngày. Đấy, cuộc sống gọi là rất là thôn quê, thành thị, nói chung là chia sẻ những cái nơi mà mình có thể đến, có thể đi và tham quan thì chia sẻ đến các bạn để các bạn hiểu biết và cùng xem những cái có thể là các bạn chưa xem hoặc cũng có thể các bạn xem rồi nhưng mà xem lại, xem là bây giờ cái ngày xưa hay là ở mỗi một nơi nó có cái gì khác nhau không. Đấy, thì chúng ta cùng chia sẻ các bạn nhé. Thì mình cũng đợt này thì mình cũng hướng tới là đi làm được có nhiều cái nội dung video hay, chất lượng hơn. Do đợt trước là cũng hơi bận các bạn ạ, cho nên là mình cũng không thường xuyên ra được video. Nhưng mà đợt này thì cũng dành thêm một chút thời gian nhiều cho kênh của mình để quay gửi tới các bạn những cái video gọi là cực kỳ là hay, chất lượng về phần âm thanh, hình ảnh và phần nội dung thì nó sẽ mang đến những cái nó chất lượng hơn đến các bạn cùng xem. Đấy, các bạn thấy cái cây mít này thế nào? Quả có ok không ạ? Quá là sai luôn, rất là đẹp này. Cây mít này nó rơi vào khoảng trước Covid các bạn ạ. Cây mít này được dòng khoảng 2017-2018 đấy, khoảng 5-6 năm rồi. Đây các bạn thấy không? Gốc cũng rất là to nhé. Mít này thì được dòng ở miền Bắc các bạn, mít Thái. Mít Thái nhưng được dòng ở miền Bắc thì cũng rất là đẹp luôn. Nó rất là hợp đất các bạn nhé. Đấy. Trước kia mình có dòng cái mít này thì ai cũng bảo là dòng làm cái gì, nó không hợp rồi thế này thế kia. Nhưng mà mình vẫn cứ dòng các bạn ạ. Thực ra là mình vẫn luôn thích một cuộc sống ở nông thôn, nhưng mà do ở nông thôn thì thực sự là bây giờ nó kiếm tiền nó cũng rất là khó, mà cuộc sống trang trải cũng cần rất là nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống các bạn ạ. Cho nên là mình cũng vẫn cứ phải bon chen ra thành phố rồi đi làm, nói chung là khắp nơi rồi các bạn. Cuộc sống bây giờ thì nó cần phải năng động chứ không thể cứ ở mãi một chỗ mà chờ thời được. Đấy, cho nên là phải lên đường thôi. Thì cái vườn này các bạn thấy rộng không? Rơi vào khoảng 90 cây các bạn, 90 cây mít. Mít này là mít mít Thái các bạn nhé. Mít Thái có quả quanh năm luôn đấy. Quả rất là ngon rồi này, các bạn nhìn cái quả xanh nhá. Quả rất là đẹp. Đây là mình chưa bọc các bạn nhé. Sắp tới mình sẽ tỉa hết những quả xấu đi. Tỉa hết những quả xấu đi và sẽ bọc túi lưới như này. Đây mình sẽ mua là túi lưới mới. Nó kiểu như này nhưng mà mua mới các bạn nhé. Về thì bọc để đảm bảo nó không bị ruồi, sâu bệnh rồi những cái con côn trùng đốt, để nó đảm bảo những cái quả mít nó có chất lượng tốt nhất, không bị sơ, không sơ đen, không bị đắng, không bị tóm lại là nó sẽ rất là ngon. Với cái giống mít Thái này thì nếu mà nó lúc nó còn non ấy thì ăn nó không ngon đâu các bạn, nó nhạt toẹt luôn ấy. Nhưng mà khi mà nó đã được khoảng 4-5 năm tuổi đổ ra ấy thì cái rễ của nó ăn sâu được xuống dưới đất thì các bạn ạ, thì nó rất là quả nó ra là rất là chất lượng luôn. Múi thì dày, ngọt. Không phải là mèo khen mèo dài đuôi đâu các bạn nhé. Nhưng mà mình công nhận là mình thấy là
sau một thời gian thì quả nó cũng rất là chất lượng luôn, ăn rất là ngon. Thì các bạn chắc ai cũng đã từng ăn mít Thái rồi thì biết cái quả mít mà người ta nó non ấy thì ăn nó rất là nhạt, nó không, nói chung là mít Thái này thì nó sẽ giòn hơn nhưng mà nó lại không được, không được ngọt và thơm như kiểu mít ta thôi. Thì mít ta thì nó chỉ có vụ mới có đấy các bạn, chứ không phải lúc nào cũng có quả, cho nên là chúng ta muốn ăn được mít ta thì nó phải chờ đúng mùa, còn mít Thái thì có quanh năm các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy nó có giống miền Tây sông nước không? Đây là do mình còn chưa chăm tỉa được các bạn nhé, còn rất là nhiều cái cành sâu cành bệnh thì chưa chăm tỉa được, chứ nếu mà như ở miền Tây thì những cái mít như thế này, miền Tây miền Nam thì nó rất là nhiều, nhưng mà miền Bắc thì cũng mình thấy cũng không có nhiều người trồng các bạn ạ. Mình một mình chơi một kiểu đó. Thì cây cối hoa màu, nói chung là cứ làm một dạng farm các bạn ạ. Đấy, trang trại chăn nuôi cây cối mỗi thứ một tí, trồng vớ vẩn thôi, để thỉnh thoảng những cái đợt ngày nghỉ hoặc là cuối tuần hay là mình có thời gian thì mình về mình đi vào vườn vào trang trại để thu hoạch hoa màu hoa quả, chăn nuôi chim gà chó lợn các kiểu các bạn nhé. Đấy, thì mình hôm nay mình sẽ đi chia sẻ với các bạn những cái quy mô farm của mình. Mình đang hiện tại là đang sử dụng và đang chăn nuôi ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Đấy, các bạn cùng theo mình đi tiếp tục nhé. Đây các bạn ạ, mình giới thiệu với các bạn đây là con đường đi vào các khu vực nương rẫy ở đây. Rất là, nói chung là đường được nâng cấp là bê tông hóa hết rồi các bạn, cho nên là cũng khá là ok. Thì các bạn thấy ở đây thì cũng gọi là đồi núi các bạn nhé, khu vực là rừng rú nhưng mà đường thì cũng là được bên bê tông hết rồi. Đấy, đi thì cũng rất là sạch, thuận tiện cho xe cộ các bạn nhé. Xe cộ đi ở đây thì cũng rất là ok. Mình hôm nay mình chỉ chia sẻ hơi dài dòng một chút để các bạn cùng xem. Thì xem cái đường ở đây thì nói chung là làm trang trại thì có được không. Đấy, nó là cũng là những cái nơi trải nghiệm, vừa là trải nghiệm vừa là để làm kinh tế các bạn nhé. Ở cái vùng nông thôn này thì ngoài kinh doanh buôn bán ra định chỉ có trồng trọt chăn nuôi thôi, chứ không có cái ngành nghề gì để mà kiếm được ra tiền đâu các bạn ạ. Đấy, ở đây thì khu công nghiệp không có và giao thông thì nó cũng chưa thuận tiện, nên là vẫn còn những nơi nó gọi là hơi heo hút một chút. Thì các bạn cùng xem mà thấy cần đóng góp gì hay như chia sẻ gì thì các bạn hãy cứ bình luận phía bên dưới video đấy, để mình rút ra những cái kinh nghiệm, những cái cần thiết để cho nó ý nghĩa chất lượng hơn. Đấy các bạn thấy không, đường đi vào cái khu này thì nó cũng vẫn là khó đi đấy. Đây là mình đang đi đường tắt các bạn, có đường to bên kia thì mình đang đi đường tắt nhé. Các bạn thấy không, đây là một cái farm bên trong của mình nữa này, cũng khá là rộng đây. Khu vực này thì mình mới cho nhân công thuê người trồng thêm chanh và nhãn các bạn nhé. Đấy, những cái cây chanh đây mình sẽ để các bạn xem. Cái cây chanh được trồng ở đây thì nó cũng mới rất là nhỏ như này thôi đã có quả các bạn ơi. Chanh này chanh chiết này, ở đây thì rơi vào khoảng 1 ha các bạn nhé. Đấy, trong này thì là không, tuyệt đối là không có người luôn. Đấy, chủ yếu là rừng và thiên nhiên. Đấy, các bạn thấy đẹp không, rất là đẹp luôn. Bên vườn nhãn kia cũng là của mình kìa, cái trang trại lợn phía bên trên kia các bạn nhé, có cái mái tôn xanh đó. Tất cả khu vực nhãn này vào đến chân đồi kia đều là cái trang trại cũng rất là khá là rộng, nhưng mà chưa được chăm cho nó tốt đâu các bạn, vì nó quá là rộng nên là cái khâu chăm bón nó cũng rất là mất nhiều thời gian và tiền của đầu tư vào. Nhưng mà nói chung là dần dần nó sẽ ổn thôi các bạn nhé. Mình sẽ đưa các bạn vào bên trong để khám phá. Đây các bạn, đây là phía bên trong cái trại lợn của mình, thì nó nói chung là nó cũng đơn giản thôi. Thực ra là cũng mới bán xuất được mấy chục con lứa to, cho nên là giờ chuồng khá là vắng các bạn nhé. Đấy, không có nhiều lợn cho lắm đâu, vì giờ chỉ còn chút lợn con này này các bạn thấy không, lợn con đang ở dưới này. Đấy, mấy em lợn con này, lợn này đa số là lợn nhà sản xuất ra các bạn nhé, không phải mua đâu. Đấy, đây là mấy bạn sề đang nằm ở đây đó.
Bên này là cái số lượng lợn nuôi thịt đây các bạn ạ. Lợn thịt của mình thì giờ nói chung là chỗ này cũng còn ít thôi, cũng không có nhiều đâu, 2, 4, 6, 8, 10, 11 con. Đó. Loại này thì mới có được khoảng 70-80 cân rồi các bạn ạ. Đấy, nhìn trên video thì nó rất là nhỏ nhưng mà lợn này là lợn siêu lạc các bạn nhé. Ở đây thì những cái dòng lợn này thì các trại mổ người ta rất là chuộng và được giá vì vì cái giống này nó ít mỡ các bạn ạ. Người ta làm giò, làm thịt rồi nói chung là nó cũng dôi hơn là những cái loại lợn mỡ. Cho nên là đây các bạn thấy không? Tai rất là to, lợn tai to, tai cụp này các bạn này. Đó. Thì trang trại của mình thì cũng chỉ trồng ít cây. Đó, mấy trăm cây nhãn, mấy trăm cây chanh và nuôi khoảng 100 con lợn to bé lớn nhỏ thôi các bạn. Đấy. Còn có cả một loại nữa này các bạn cùng theo mình nhá, mình đưa các bạn đi xem. Đây các bạn. Phía đằng sau của mình thì cũng có thả một chút dê các bạn nhá. Đấy. Đây có khoảng mấy con dê nuôi để vừa làm kinh tế và vừa thịt các bạn nhá. Đấy có hai. Thực ra là mình nuôi nhưng mà cũng ít khi mình đi vào đây thăm lắm, toàn những có người ở quê để chăm sóc và nuôi thả đấy các bạn, chứ mình không có thời gian. Mình thì ở Hà Nội cơ, thỉnh thoảng mình về để xem và các thứ thôi, chơi thôi, chứ còn vẫn phải nhờ người làm hết các bạn. 2, 4, 6, 8, 10 con đấy. 10 con này thì hôm nọ đã thịt một con ăn thử rồi các bạn. Khá là ngon. Đấy, dê này dê ta, dê lai đủ hết các bạn nhé. Mỗi con rơi vào tầm con bé thì khoảng chục cân, con to thì khoảng 40-50 cân. Đấy, dê này thì giá là khá là cao các bạn, dê thành phẩm. Như mình xem quy mô nuôi dê này thì mình cũng học hỏi từ kênh của Nguyễn Tất Thắng các bạn nhé. Đấy, anh Nguyễn Tất Thắng thì anh ấy có và bạn Tày, bạn Phen Phen thấy giúp đỡ cho bạn xính một chân cái mô hình nuôi dê, mình cũng thấy khá là hay. Do mình là cũng xuất phát là từ một người nông dân nông thôn, khi nên thì mình cũng thấy là cái mô hình chăn dê này khá là hợp lý ở cái vùng đất này các bạn ạ. Nó rất là dễ nuôi, chỉ việc thả ra cái vườn rộng bằng H2H này thì dê nhặt lá vớ vẩn là cũng đã rất là no rồi các bạn nhé. Cho nên là không phải mất nhiều chăm sóc, đặc biệt giống dê này thì không phải thuốc thang gì nhiều các bạn ạ, chỉ việc thả ra và trông nó thôi. Đấy. Thấy bạn xính một chân ở kênh Nguyễn Tất Thắng quay thì nuôi rất là thành công, nên là mình cũng đã gây giống mới đầu chỉ từ có 4 con các bạn ạ. Nên bây giờ nó đã đẻ ra được tương này rồi và cũng đã được thịt rồi, cũng có được bán các bạn ạ. Dê thành phẩm này ở đây bán, người ta bán ra 13-14 nghìn một cân, 13-340 một cân các bạn ạ. Đấy là dê hơi này đấy, dê thịt thì còn đắt nữa, với con dê này mổ ra nó rất là hao, cho nên là mình triển khai theo cái mô hình nuôi dê này của Nguyễn Tất Thắng khá là hiệu quả. Nói chung là làm trang trại thì mình cứ nuôi mỗi thứ một chút các bạn ạ, cũng không phải là nuôi nhiều, không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà mình mất công mà, mất công làm thì cũng cứ làm mỗi thứ một tí cho nó đầy đủ các bạn ạ. Nói chung là cũng khá là hay. Đây, với cái vườn nhãn như thế này thì nó rơi vào khoảng 4-5 tuổi và cũng đã cho thu hoạch khá là nhiều các bạn nhé. Với 4-5 tuổi thì là cái vườn nhãn này thì nói chung là cũng chăm bón là cũng bình thường thôi, không phải chăm bón nhiều đâu, nhưng mà để mà nói thì nó cũng rất là tốt. Vì ở đây làm sao, đây là có nước phân của chuồng lợn bơm ra để tưới các bạn nhé, thì nó rất là tốt, bởi vì cái phân này là phân hữu cơ luôn đấy, thì không phải phân lân gì cả, cho nên là cái lượng nó ra, cái chất lượng của cây thì xin lỗi mình hơi lắc, chất lượng bón cây thì cây rất là tốt. Đấy, ra lộc ra lá mầm rồi các bạn nhìn, cây to cao 3-4 mét rồi. Đấy. Cũng có một số cây nó bị chột các bạn, do nó phát triển nó bị sâu bệnh. Đấy. Đây các bạn ạ, phía đây đằng này là có những cái cây bưởi rất là sai luôn các bạn nhé. Bưởi này là bưởi diễn này. Đấy, quả thì nhỏ nhỏ thôi nhưng mà được cái là rất là sai, nhìn rất là phê luôn các bạn ạ. Bưởi thì ở quê mình thì trồng rất là nhiều luôn. Những cái cây bưởi như thế này thì nói thật là nó rất là nhiều, nói chung là sai quả cực kỳ luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chùm đằng kia không, sai chịu luôn các bạn ạ. Đấy.
mình sẽ zoom lên cho các bạn các cùng bạn xem. Thấy cái chùm bưởi nhìn trông thích không? Cực kỳ là sai luôn. Bưởi này thì ăn hoàn toàn không bị đắng, không bị he các bạn ạ. Rất là ngon, ngọt. Thì bưởi diễn mà các bạn. Đấy. Nói chung là những cái mô hình vườn cây ăn quả này của mình thì mình cũng rất là thích luôn. Đấy. Bên này thì có khế đây các bạn này. Khế đây thì cái khế ngọt các bạn nhé. Đấy. Quả thì nó hơi thiếu sáng một tí, nhìn nó bị xám xám này thì muốn ăn là phải rửa đấy các bạn ạ. Sạch cái lớp xám đi thì ăn nó sẽ ngon hơn. Đấy.